Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với nhà cũ. Mình thì vẫn là MC Thân Thiện Bảy Bình Bông. Nếu mà các bạn đã xem cái video pha nguyên thạch đến hết cái banner của Abido và Eola thì các bạn cũng đã biết rằng là chúng ta có thể kiếm được một mớ lớn nguyên thạch trong cái banner Abido đợt này. Nhưng đó không phải là tất cả các bạn ạ. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp thêm 5 cái nguồn có thể lấy được đến 1710 nguyên thạch nữa. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành này. Giờ thì enjoy. Trước khi vào video, nếu mà bạn nào vẫn chưa xem video kiếm 3790 nguyên thạch đến hết cái banner của Abido ấy, thì mình sẽ để cái thẻ tab ở góc trên cùng bên tay phải màn hình dành cho các bạn. Vì trong video này thì mình sẽ dùng lại những cái thống kê đã có ở trong đó và thêm 5 cái nguồn mới nhận thêm 1710 nguyên thạch nữa mà thôi. Vì vậy nếu mà muốn kiếm tổng số nguyên thạch đến hết cái banner của Abido thì các bạn sẽ phải cộng tổng hai video lại nhé. Số 1, điểm danh web. Vâng, chính là điểm danh web các bạn ạ. Video trước thì mình quên mất cái nguồn này cũng sẽ cho chúng ta nguyên thạch. Nhưng mà sẽ có khá nhiều bạn quên mất mà không điểm danh này, hoặc là những cái bạn mới chơi không hề biết đến cái điểm danh này nó sẽ như thế nào. Vì vậy mình sẽ để cái link điểm danh web này ở dưới cái phần bình luận ghim dành cho các bạn. Nếu mà các bạn điểm danh đúng ngày và đủ ngày đến hết ngày 14 tháng 12 khi mà kết thúc banner Abido, chúng ta sẽ nhận được 40 nguyên thạch theo cách này nhá. Số 2 đó là sự kiện web. Vào 10 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 12 thì Genshin Impact đã công bố một cái sự kiện web mới, đó là cuốn sách lữ hành. Chúng ta sẽ vẽ tranh trong vòng 7 ngày để nhận được rất nhiều phần thưởng thú vị. Trong đó thì có nguyên thạch và đồ trang trí ấm trần ca là hấp dẫn hơn cả. Theo cách này thì chúng ta có thể nhận được đến 80 nguyên thạch. Link tham gia cái sự kiện này thì mình sẽ để ở phần dưới bình luận ghim để cho các bạn nhé. Điều kiện tham gia đó là hạng mạo hiểm trên AR20. Số 3 đó là miHoYo tặng quà. Như trong video bình chọn Game of the Year lần trước, mình đã chia sẻ với các bạn điều này rồi. Cứ đến tầm cuối năm là các cuộc bình chọn game hay, game tốt diễn ra ở rất nhiều nơi như là PC, PlayStation, Steam, Epic Game, v.v. miHoYo sẽ rất vui nếu mà chúng ta vote cho Genshin Impact. Dù rằng năm nay thì cái phần thưởng nó cũng chả khác gì năm ngoái cả, vẫn chỉ là 800 nguyên thạch mà thôi. Nhưng đối với dân keyboard như là miHoYo ấy, cho chúng ta đến 800 nguyên thạch cũng là hào phóng lắm rồi đấy. Bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 12 đến hết ngày mùng 7 tháng 12 thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được một bức thư trị giá khoảng 200 nguyên thạch. Bất kỳ khi nào mà các bạn đăng nhập trong phiên bản 2.3 này thì đều sẽ nhận đủ 4 bức thư cảm ơn này. Điều kiện để nhận được đó là hạng mạo hiểm trên AR7. Chúc mừng tất cả chúng ta được miHoYo cho quà này. Anh em thì nhớ ủng hộ bảy tôi không lệch grade của Abido đi nha. Tôi không có bảo hiểm anh em ạ. Số 4, đồ của Razer. Hai phần cuối này là sẽ dành cho anh em có tiền các bạn ạ. Và người có tiền thì chắc chắn không phải là bảy rồi. Ai cũng biết điều đó, phải không anh em? Cụ thể đó là Genshin Impact đã hợp tác với hãng đồ gaming nổi tiếng toàn cầu, đó là Razer, tung ra thị trường những cái món đồ độc và lạ dành riêng cho game thủ Genshin Impact, như là ghế gaming Genshin này, chuột gaming Genshin và lót chuột Genshin Impact. Mình sẽ để cái link của những món đồ này ở dưới phần bình luận ghim cho anh em tham khảo nhé. Và hiện tại thì Razer mới chỉ làm xong chuột có giá là 140 đô này và lót chuột có giá là 20 đô, chưa bao gồm thuế và phí ship. Ghế thì vẫn còn đang làm nên là chưa có bán nha các bạn. Khi mà các bạn mua những cái sản phẩm này thì các bạn sẽ nhận được một cái mã code đi kèm. Sau khi mà nhập mã code ấy vào game ấy thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng nguyên thạch và tài nguyên trong game. Với ghế thì các bạn sẽ nhận được đó là 500 nguyên thạch này, chuột sẽ là 200 nguyên thạch và lót chuột sẽ là 30 nguyên thạch. Đúng là sân chơi của những bạn có tiền đây rồi. Số 5 đó là Pride Gaming. Giờ thì chúng ta sẽ đến với sân chơi cũng tốn tiền nhưng mà ít hơn, đó là Pride Gaming của Amazon. Chỉ với cái phí đăng ký là 6 đô một tháng thôi thì các bạn sẽ nhận được những rất nhiều những cái phần quà trong game mỗi tháng, thay đổi đa dạng theo từng tháng. Tháng thì chúng ta sẽ nhận được nhựa dễ vỡ này, tháng khác thì chúng ta sẽ lại nhận được nguyên thạch. Và trong tháng 12 này thì chúng ta sẽ nhận được đến 60 nguyên thạch khi mà đăng ký thành công Pride Gaming của Amazon. Dành cho những cái bạn mà chưa biết Pride Gaming là gì thì đó là nơi mà các bạn sẽ phải trả phí hàng tháng cho Amazon để trải nghiệm những cái tựa game bản quyền trong đó mà không phải bỏ tiền ra mua game. Giống như hồi nhỏ chúng ta hay ra cửa hàng thuê chuyện về đọc vậy đó. Cái này thì rất có lợi dành cho những bạn nào mà không muốn bỏ một số tiền lớn ra để mua game nhưng vẫn muốn trải nghiệm những cái tựa game bản quyền. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đến với cả phần tổng kết nhá.
vẫn là cái bảng đấy thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ sửa một số cái sai số. Sai số đầu tiên liên quan đến cái sự kiện ảo ảnh trong tuyết của Abido ấy. Thì cái sự kiện này đầu tiên là anh em mới tính hồi xưa đó là 420 nguyên thạch, nhưng mà bây giờ ấy, sau cái ngày cuối cùng trải nghiệm này rồi, tức là ngày mùng 4 tháng 12 này, thì thực tế con số chúng ta nhận được chỉ có 360 thôi. Mình đã sửa đây là 360 rồi nhá. Và các bạn đều nhìn này, đến cái phần tô màu này là tất cả số nguyên thạch mà chúng ta tính dành cho anh em chơi phi trục lây nhá. Thì đến đây và tổng số đây chúng ta vừa sẽ có thêm một cái đó là game vote này. Cái này là phần quà của miHoYo tặng cho chúng ta đó, game vote. Tiếp theo đó là event web, cái này là liên quan đến con Hirichun đấy, vẽ tranh đấy anh em, là 80 này, game vote là 800 này, 4 ngày mỗi ngày 200 mà. Điểm danh web là 40. Tại sao không phải là 60 mà là 40? Thì đương 60 thì anh em mình phải điểm danh đến qua ngày 14 anh em ạ. Thế còn chưa đến ngày 14 thì mình chỉ điểm danh được 40 nguyên thạch thôi. Và con số của chúng ta thì kể cả trừ cái này đi rồi, nhưng mà con số nó vẫn lên được đến 4.650 nguyên thạch nhá. Không phải là con số 3.790 nguyên thạch nữa, mà nó đã lên đến con số là 4.650 nguyên thạch. Con số này rất lớn dành cho những bạn mà chơi không nạp nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang với anh em trên nạp. Các bạn trên nạp các bạn sẽ cộng thêm cái phần thẻ tháng này này, rồi là cái phần Razer và Amazon này. Thì sau cùng cái con số của bên này nó sẽ là 6.790 nguyên thạch. Con số rất lớn đúng không ạ? 6.790 nguyên thạch là một con số cực kỳ lớn cho anh em nào chơi nạp. Nhưng mà tôi nghĩ là không có bạn nào bỏ cái số tiền lớn ra để các bạn mua cái gói gói các Prime Gaming của Amazon cũng như của Razer đâu. Bởi vì những bạn chơi nạp thì các bạn ấy sẽ có những cái lựa chọn khác. Đó, thì hai cái này có thể là du di nhá. Nếu bỏ hai cái này đi thì nó sẽ con số nó cũng không quá nhiều đâu, nó khoảng tầm xem 6.000 thôi. Đó. Anh em có thể là chụp lại cái bảng này để mình có thể là tính toán cái lượng nguyên thạch có ở trong cái phiên bản này mình farm được. Thường thì các bạn quan tâm đến cái cột là Feature Play này, cái cột 4.650 nguyên thạch thôi đến hết banner của Abido nhá. Chúc tất cả các bạn thành công này. Trên đây là 5 cách nữa mà các bạn có thể kiếm được nguyên thạch từ nay cho đến hết banner của Abido. Trong đó 3 cách là dành cho những cái bạn chơi không nạp này, và 2 cách là dành cho anh em có tiền. Chúc các bạn có một kỳ banner Abido vui vẻ và thành công. Như thường lệ, vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các bạn ấn thêm vào cái nút like và đăng ký kênh để đón chờ những cái video tiếp theo của nhà cú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.